Hello, xin chào quý vị các bạn nha. Mình là Dũng Đình Bình đây. Mình là chủ kênh Miền Đất Việt. Thì hôm nay mình đang có tại hang Múa của Ninh Bình. Thì nơi đây là cũng là một địa điểm nổi tiếng của Ninh Bình. Thì nơi đây là nơi check-in sống ảo của giới trẻ, rất là đang hot. Thì hôm nay mình sẽ cùng mọi người xem khám phá xem trong đây có gì mà thu hút giới trẻ và khách nước ngoài đến thế nha. Đây, rất nhiều khách nước ngoài này. Vé vào cổng là 100.000. Thì trên tay mình đây là vé này. Thì mình đã mua vé rồi, giờ là mình sẽ vào. Giá vé là 100.000 một người tham quan. Thì mình sẽ tham quan ở dưới. Trong đó là leo mấy trăm bậc thang lên trên núi nha. Đây là những cái phòng nghỉ bên đường quán, rất nhiều khách nước ngoài. Con đấy nó chưa ra đâu. Cái con đeo túi ấy. Đấy rồi. Con đấy là chưa hết đâu kìa. Cái con xách túi ở chưa hết đâu. Phải nó đi vào luôn à? À nó con... ra rồi anh Phí ơi. Ra đâu? Không, ra rồi. Ra rồi mà. Quay lại rồi, ra rồi. Ra rồi. Nó đeo túi mà. Ra rồi, ra rồi. Đây, hai bên. Cách đây mấy năm mình đi còn hoang sơ lắm. Này đã bổ sung khá nhiều hạng mục. Đây hai bên đường vào núi Non Bộ này. Bên ngoài kia là hồ sen nhá. Thì mình sẽ vào tham quan hết rồi lên núi rồi là sẽ quan xem xuống hồ sen. Nước trên núi. Khu du lịch hang Múa. Đấy, những nhạc tiên, theo chân những nhạc tiên. Ta sẽ đi khám phá hang Múa trước, ở sẽ vào hồ sen sau. Đây đâu đây, lâu lắm rồi mới quay trở lại hang Múa nên là cũng không biết được. Thôi cứ đi theo tự nhiên thôi.
không biết đi đường nào đây. Thôi đi theo này. Mình cũng không biết đi đường nào nha quý vị. Quý vị hãy cùng Dũng Đình Bình khám phá hang múa nhé. Chết rồi. Hình như là thời tiết đi hơi muộn nên là đang sắp mưa rồi. Ô thôi mưa rồi. Xui rồi. Xui cho làn rồi quý vị ạ. Trời đã đổ mưa. Ninh Bình mùa này là thường xuyên mưa nhá quý vị. Nhưng nay thấy thời tiết đẹp đi thì muộn quá thành ra là lên mưa rồi. Khá nhiều khách nước ngoài tham quan quý vị ạ. Chết rồi. Hỏng mà hỏng hỏng. Mưa này thì lên làm sao được. Đây sẽ đi thăm. Đây là đường lên núi nha. Nhưng mà mình sẽ tham quan hang trước. Đi hang trước xong rồi là sẽ lên núi sau. Núi chị ơi, quá đẹp. Quý vị và các bạn đang theo mình đi tham quan hang của hang múa nha. Thác nước. Đây, quý vị. Mưa rồi quý vị ơi. Uống cà phê. Gió to. Wow. Gió to mưa quá quý vị ơi. Phá thêm hang có gì nào. Rồi. Đây một cái đường hang. Chưa có đường hang nguy vọng. Suối Ngọc Trai. Chờ một xíu vào khám phá suối Ngọc Trai xem có gì nhé. À. Nước hơi ướt quý vị. Đây, người ta đang đi suối Ngọc Trai ở trong hang múa tại Ninh Bình nha quý vị.
Đây gì đây? Sao nhiều bình nhiều vũ vậy? Nước rồi. Không biết có đi được nữa không? Thử lội nha. Sẽ sắn quần lên lội thử xem. Nước được không? Sẽ sắn quần đi xem. Khám phá hết mọi nơi góc ngách. Có ai đây không? Hình như là không có ai. Tối lắm, đây là hè hết rồi. Tôi đi ra hôm qua. Suối ngọc trai nhưng mà chưa thấy trai đâu. Chỉ thấy chum với vỏ thôi. Thôi chắc hang búa này đặc sắc nhất vẫn là leo núi. Còn mấy hang này coi như là không có gì. Chỉ một cái hang dài vậy thôi. Đây nó sẽ ra đằng sau thế nào nhé. Ôi trời ơi, mưa to quá quý vị ơi, chết rồi. Đây thì làm sao mà leo núi được. Ra đây xem có gì không. Hoa wow, mấy người luôn. Hang rất là rộng. Hình như cái hang này là ngày xưa là kiểu vua chúa đến đây xem hát này, xem múa này, cung nữ múa này. Đây chắc là ra ngoài bên Tam Cốc Bí Động. Mưa rồi quý vị ơi. Vậy thì không thể leo núi được rồi. Sẽ cứ kẹt trong hang này rồi. Thôi đi ra nữa quý vị. Không có ăn. Trời mưa thì không thể leo núi được. Thôi đây cũng là trải nghiệm tuyệt vời đáng nhớ. Quý vị xem mưa nha. Đó, đây là cửa của hang múa này. Quý vị thấy không? Hang sâu trong kia. Đây là trời mưa. Mưa khá là to. Này thì không thể nào là leo lên núi được. Đã phải chở cạnh mưa với lên lượt quý vị ạ. Mọi người ơi, vừa đến hang búa thì trời đổ mưa. Và đúng đến đường vào hang đây thì động hồ đấy thì đang nước ngập nên không vào được. Thì đây là lên núi Ngọa Long thì trời đổ mưa. Mà bây giờ là 4-5 giờ chiều rồi, nếu mà không đi thì sẽ tối, nên là mọi người cùng mình trải nghiệm chuyến đi lên núi Ngọa Long của hang múa trong thời tiết trời mưa nha. Cũng sẽ là một trải nghiệm rất thú vị. Nãy vừa mưa rất to, giờ đã ngớt rồi.
もうカヤックもパンツ濡れる騒ぎじゃないね、それ。Mọi người phải xuyên tập thể dục thể thao cho có sức khỏe nha. Để khi mà đi du lịch khám phá leo núi như thế này thì có sức khỏe mà leo. Chứ mình là chưa đến nửa đường đã thấy thở rồi đó. Đây, có quý vị ngắm quanh xung quanh này. Bập của núi Ngọa Long của hàng múa này khá là dốc, đi khá là mệt. Mọi người đang đi xuống. Khá là nhiều người nước ngoài đi thăm hang múa. Lên đây sẽ có hai đường, một đường lên núi Ngọa Long, một đường lên núi Tháp kia. Thì mình sẽ lên ngọn Tháp kia trước nha, rồi qua đến Ngọa Long sau. Ôi giời, cuồng chân rồi. Khả năng lên không nổi nữa rồi. Wow, mọi người ơi, khá là mệt. Mệt lắm mọi người ạ. Nghe nói check in trên này đẹp nhưng mà you
Wow, kia chị sẽ bị kia. Như vạn lý trường thành. Cũng may mà lên đây là trời mưa. Hết mưa rồi quý vị ạ. Tưởng là mưa đến tối luôn nhưng mà. Đây là đang nhìn qua lụa hồng di chuyển sang bên đây. Thôi đi 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 đi. You're going first before the cow. Quý vị ơi, em đang ở trên đỉnh núi Ngọa Long của Hang Múa Ninh Bình nha. Đây là lên tới đỉnh núi. Chào mọi người nha. Em là Dũng Ninh Bình đây, em đang ở trên đỉnh núi Ngọa Long nha. Lên tới đỉnh, tới khu đầu dòng luôn. You look like